Ban biên tập xin được lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin hữu ích trên kênh bản tin 24 giờ. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết cho hôm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiều nơi đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm như Lai Châu 83mm, Điện Biên 45mm, Lào Cai 43mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa sẽ tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và rạng sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, còn ban ngày trời vẫn nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô và các khu vực lân cận từ 33 đến 35 độ. Một số nơi như là Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Dự báo từ khoảng đêm ngày mai đến ngày kia trở đi, một đợt mưa rào và dông mở rộng hầu hết khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ vì thế cũng giảm dần. Các tỉnh thành Trung Bộ trong những ngày tới nắng nóng bao trùm diện rộng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiều nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Như trong trưa và chiều nay, nhiều nơi đã xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Tại Tĩnh Gia Thanh Hóa 39,5 độ, Tây Hiếu Nghệ An 38 độ, Thừa Thiên Huế 37,5 độ, Ba Tơ Quảng Ngãi 37,8, Sơn Hòa Phú Yên 37,5 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này kéo dài tới ngày thứ năm, từ ngày thứ sáu nắng nóng sẽ giảm dần. Trong những ngày nắng nóng về chiều tối ở một số nơi phía tây có khả năng sẽ xảy ra mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ khả năng cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và có nguy cơ cháy rừng. Do vậy, người dân cần đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến yếu nên chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, còn ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ khoảng ngày kia, mưa dông sẽ giảm dần. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ, đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm và rạng sáng có mưa rào và dông tại các khu vực Trung Du và vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Các khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp hơn từ 22 đến 24 độ. Ngày mai trời nắng, buổi sáng có mưa nhỏ rải rác tại một số nơi ở Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng và khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng. Chiều tối có mưa nhỏ rải rác ở một số nơi tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Các khu vực phía Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và phía Bắc, Hà Giang, Tuyên Quang, nhiệt độ thấp hơn từ 29 đến 32 độ. Đến tối và đêm mai, thời tiết phổ biến tạnh giáo, không mưa. Về đêm và rạng sáng có mưa rào và dông ở một số nơi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và phía Bắc Sơn La, Yên Bái với lượng mưa từ 20, cục bộ có nơi to đến 80mm. Trong mưa dông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và từ Bắc Giang, Lạng Sơn có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 22 đến 24 độ. Dự báo thời tiết tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời nắng trên toàn khu vực của Bắc Bộ và sẽ duy trì đến ngày kia. Từ chiều tối và đêm đến ngày kia, mưa rào dông sẽ tăng dần về diện rộng và về lượng, mở rộng toàn khu vực Bắc Bộ
từ ngày thứ Sáu, nhiều nơi sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, mưa nhiều hơn về chiều tối và rạng sáng. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 6, từ ngày 28 trở đi mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, vẫn có những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác những ngày sau đó. Do mưa lớn kéo dài nên người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị, khu vực trũng thấp. Cũng do mưa nhiều nên từ ngày kia trở đi, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong tối và đêm, thời tiết sẽ tạnh ráo, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Ngày mai trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Cục bộ một số nơi vùng núi phía Tây còn có nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Chiều tối có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Trời nóng kết hợp với gió Tây gây hiệu ứng phơn nên độ ẩm trong không khí về chiều sẽ giảm thấp từ 45 đến 55% nên nguy cơ cao sẽ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư và có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, người dân cần đề phòng trong việc sử dụng lửa. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo, ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Thời tiết này sẽ duy trì trên toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tới thứ Sáu. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Từ tối và đêm thứ Sáu trở đi, một đợt mưa rào và dông rải rác sẽ bắt đầu tại một số nơi ở Thanh Hóa. Từ chiều tối ngày thứ Bảy sẽ có mưa nhỏ và mưa rào tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, mưa tập trung nhiều tại Thanh Hóa và Nghệ An. Cục bộ có những nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo mưa nhỏ và mưa rào, mưa dông rải rác này sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 6. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và rạng sáng. Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 tháng 6 trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, vẫn có những cơn mưa nhỏ rải rác về chiều tối trong những ngày tiếp theo. Do nắng nóng vẫn duy trì tới ngày thứ Sáu, từ ngày thứ Bảy trở đi, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong tối và đêm nay, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác một số nơi tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và một số khu vực phía Bắc của Bình Thuận. Cục bộ, một số nơi sẽ có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh. Các khu vực còn lại phổ biến trời tạnh ráo, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi nóng trên 38 độ. Các khu vực như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác một số nơi tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Bộ có nơi có thể mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Có mưa rải rác ở một số nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Với lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn, gió Tây Nam cấp 2-3. Đến tối và đêm mai trời tiết tạnh ráo, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo, không mưa. Ban ngày trời nắng nóng sẽ duy trì khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong nhiều ngày sắp tới. Tuy nhiên, về chiều tối vẫn có những cơn mưa nhỏ, mưa rải rác. Mưa sẽ giảm trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6. Từ chiều tối, ngày thứ 7, mưa sẽ gia tăng dần về diện và lượng. Sẽ có mưa rào và mưa dông rải rác về chiều và tối, có một vài nơi cho tới ngày 29 tháng 6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 37 độ. Khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 37 độ, kéo dài đến ngày thứ 6. Từ ngày thứ 7 trở đi, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên, tối về đêm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và mưa dông rải rác tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ ở một số nơi phía Tây có thể có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một số nơi như Kon Tum, Gia Lai. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai, buổi sáng và trưa chiều nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại vùng núi phía Tây Gia Lai, Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi dưới 26 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và mưa dông rải rác tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Về chiều tối có mưa nhỏ rải rác ở một số nơi tại Kon Tum và Gia Lai. Đến tối và đêm mai toàn bộ khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, tạnh ráo, không mưa. Buổi tối có mưa nhỏ rải rác tại một số nơi của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,
cục bộ vùng núi phía Tây có thể có mưa rào và mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, khu vực vùng cao nhiệt độ thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo, ít mưa, ban ngày trời nhiều mây và có nắng gián đoạn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Chiều tối vẫn có những cơn mưa rào rải rác và dông rải rác. Từ những ngày thứ Bảy, mưa dông sẽ tăng nhẹ, mưa nhiều hơn tại phía Nam Bộ, Tây Nguyên và kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ ngày và đêm trời nhiều mây, tạnh ráo, ít mưa, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang, cục bộ ở một số nơi như Đồng Nai, Bình Phước có thể có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, cũng có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Mưa sẽ chủ yếu vào tối và giảm nhanh về đêm. Nhiệt độ thấp từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ban ngày trời nắng, sáng có mưa nhỏ rải rác tại một số nơi của Bình Phước, Đồng Nai. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Chiều tối khu vực ở Nam Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại hầu hết các tỉnh ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Một số nơi có thể mưa rào với lượng mưa vừa, có nơi có mưa dông như An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và một số nơi ven biển của Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và có gió giật mạnh. Đồng thời cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Các khu vực còn lại phổ biến có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi. Đến tối và đêm mai phổ biến trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre. Các khu vực còn lại tạnh ráo, không mưa. Mưa chủ yếu vào buổi tối và sẽ giảm nhanh về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo mưa rào và dông sẽ giảm nhanh trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6. Trong 2 ngày này, khu vực Nam Bộ thời tiết phổ biến tạnh ráo, ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Từ ngày thứ 7 trở đi, mưa rào và mưa dông sẽ quay trở lại và có xu hướng tăng nhẹ về cả diện và lượng. Thời gian mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Trong cơn mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa rào và dông rải rác này có thể kéo dài tới ngày 30 tháng 6. Tiếp theo chúng ta chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị tới Ninh Thuận trong khoảng 3 ngày tới thời tiết phổ biến tốt, tạnh ráo, ít mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau tới Kiên Giang và cả vịnh Thái Lan, mưa dông sẽ có nhiều hơn khiến tầm nhìn xa bị giảm, thấp từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Riêng khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, sóng biển cao từ 0,8 đến 1,5 m. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến tạnh ráo, ít mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m, về chiều tối và đêm, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác ở một vài nơi. Khu vực phía Nam và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và mưa dông rải rác trong ngày, khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Từ ngày mai, mưa rào và mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng tại vùng biển này, nên tàu thuyền đi qua khu vực cần hết sức lưu ý. Bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.